Cửa hàng máy may Hân Hạnh giới thiệu các bạn cách sử dụng máy gia nôm, máy viền gia nôm Mylock Computer. Khi bắt đầu may thì mình cắm cái cọng dây vô đây. Rồi, mình cắm vô điện 110 nha. Nhớ là điện 110 nha. Thì phía này cắm lên thì cái màn hình nó sẽ hiện lên cho mình. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái chức năng ráp. Là mình vô là 4 bóng nè, là mình nhấn vô cái. Rồi, thì lúc này nó sẽ hiện lên ráp, thì mình sẽ chỉ. Khi mình sẽ chỉ mình nhìn nè, nó sẽ hiện những cái đèn lên nè. Bên đây nữa. Thì những cái đường nào hiện đèn lên là mình sẽ vô. Bây giờ trước tiên mình chọn màu xanh trước. Rồi xuống dưới đây, cái nắp cốp đây thì chỉ cần mình kéo ngang ra, lấy ra. Rồi mình đi thẳng xuống. Rồi mình nhìn nè, ở đây nè, mình đang chọn theo cái màu xanh. Thì nhớ là nhìn theo xanh nè, nó có hướng dẫn cho mình hết. Móc vô. Đây cũng xanh. Rồi, ở đây nó sẽ có màu xanh luôn. Rồi, từ đây mình nhìn lên đây, bên đây nó sẽ có màu xanh. Rồi, lúc này thì mình dùng cái tay này mình quay. Thì mình quay cho cái móc nó qua phía bên này. Thì nó sẽ hiện ra cái màu xanh cho mình. Mình móc vô. Rồi, cái mấu chốt ở đây. Khi tới đây xong rồi, mình gạt cái thằng càng này xuống thì nó sẽ hiện ra một cái đường rãnh cho mình. Đường rãnh này. Thì đường rãnh này mình móc chỉ vô. Rồi, khi mình gạt móc vô xong rồi, mình sẽ trả về vị trí ban đầu. Rồi, mình nhớ là ráp mình xỏ vô thằng móc móc trong nha. Ở đây nó sẽ có hai móc nè. Thì mình xỏ vô cái thằng móc ở phía trong. Trong này. Rồi, vậy là xong một cộng. Rồi, tiếp tục cộng thứ hai. Rồi mình tăng. Hấp vô trên đó này. Rồi lúc này mình cũng dùng cái tay mình quay cho càng nó hạ xuống. Quay cho móc nó hạ xuống dễ xỏ thôi. Rồi nhìn ơi. Cái này nó sẽ có một cái cọng trâu nè. Mình móc vô. Rồi, khi mình xỏ xong lần này thì mình cầm hai cọng chỉ đưa về phía sau hết. Rồi tiếp tục cọng thứ ba. Nhớ mình đi nè, ở đây nó có một cái sắt nè, mình cặp sắt vô, sắt phía bên tay phải. Luồn qua cái sắt.
cái sổ xong mình cũng đưa ra chỉ ra phía sau luôn. Rồi tiếp. Rồi, vậy là xong cái công đoạn mình sẽ chỉ. Khi mình sửa xong mình sẽ đậy nắp này lại. Rồi, khi cái này là cái bê đan mình dậm vô nè, giống như cái giắc phone mình cắm vô đây thôi. Cắm vô. Ở phía cần ngoài sau đây mình nhìn nè, ở càn này là cái càn mà để dỡ chân vịt lên. Nhiệm vụ của nó dỡ chân vịt lên thì khi mình dỡ lên mình đưa dãy vô, khi đưa vô xong rồi mình nhớ hạ xuống nha, nhớ hạ xuống rồi xong mới được đạp hạ xuống. Rồi bây giờ mình bắt đầu may. Khi ra khúc mình cắt đây, đây là vừa may mà vừa ráp luôn. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn qua cách mà dây dắt sổ. Thì khi dắt sổ thì mình sẽ gỡ bớt một cái kim. Thì khi gỡ kim mình chú ý nè, ở đây nó có bốn cái con ốc. Thì mình gỡ hai con ốc này. Là hai ốc này, hai ốc kim. Thì thông thường mình dắt sổ mình sẽ gỡ cây kim phía bên tay trái ra, là cây này. Dặn ra chừng vài tô là mình lấy ra được rồi. Nhớ khi dặn ra thì mình siết ốc cho nó cứng lại tí xíu nha, để chạy rớt. Rồi, lúc này thì mình sẽ chuyển cái kiểu. Mình muốn được, muốn chuyển kiểu được thì mình sẽ nhấn vô cái menu. Đó, thì lúc này nó sẽ hiện lên nè. Mình sẽ bấm vô over. Đó, nó sẽ lên cái chương trình cho mình. Rồi. Rồi, mình nhớ nha. Mình muốn chọn cái kiểu nào mình sẽ nhấn vô cái menu nè. Đây nó sẽ hiện lên. Thì mình sẽ bấm vô đây. Nhớ dắt sổ là over nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy. À, đây là dắt sổ. Thank you.
Rồi, bây giờ thì mình sẽ qua mai lai, mai chạy viền là lai lai áo thô phung á. Thì bây giờ mình cũng sẽ cắt chỉ ra hết. Rồi, cắt chỉ ra hết. Lúc này trước tiên mình qua thì mình sẽ nhấn nè, menu vô nè. Menu vô. Thì nó hiện lên quay hình này thì trong ba cái chế độ này sẽ không có chạy viền. Mình nhấn tiếp cái thằng này. Đó, thì lúc này nó sẽ hiện lên là cover tip vậy nè. Mình nhấn vô. Đó, thì nó sẽ hiện lên mình là chạy live. Thì lúc này khi mình chạy live thì mình bắt buộc phải thay cái mặt quẹt. Rồi, mình muốn thay mặt quẹt mình dở chân dịch lên. Rồi, mình muốn gỡ mặt quẹt thì mình đẩy cái cốp này ra nè. Thì nó sẽ lòi con ốc này ra. Mình lấy vít mình dặn ra. Rồi, mình lấy ra bình thường thôi. Nhớ nè, khi mình muốn lấy ra được này á, mình bóp này vô. Bóp này mạnh vô. Ở đây nó sẽ có một cái càng nè. Kéo cái càng này dài phía mình. Rồi, vậy là xong, mình sẽ lấy một quyền ra, nó dễ dàng hơn. Rồi mình sẽ lắp vô cái mặt quẹt này. Thì khi phân biệt chạy lai nó sẽ có hai lỗ cho mình thôi. Hai lỗ này. Rồi mình xiết lại. Rồi, lúc này mình sẽ làm thêm những vài cái công đoạn nữa. Là ở đây. Mình sẽ cái cần này nè, mình kéo ra. Nhớ nha, kéo ra. Gạt xuống. Làm lại ra cho coi nè. Nè, kéo mạnh ra. Nhớ là kéo mạnh ra. Xong là đẩy về phía dưới. Rồi, thứ hai. Mình kéo, nắp này mình sẽ kéo ra. Thì ở đây nó sẽ có một cái càng để mình chỉnh khi mà mình chạy chế độ live thì mình không còn sử dụng này nữa thì mình sẽ bật ra chế độ. Thì cái càng này sẽ tự động nó sẽ hợp xuống, càng này. Nè, nó hợp xuống. Thì mình quay nó không có lên xuống nữa. Nhớ nha. Rồi. Mình thay thêm cái nắp cốp này nữa. Nắp cốp này thì mình chỉ cần kéo lên là nó ra. Rồi, nắp này thì mình ấn xuống. Rồi, đây là xong. Rồi, khi mình... Rồi, thì bây giờ mình hướng dẫn cách sổ chỉ mà chạy live. Thì nó cũng tương tự như sổ, thì mình bấm qua chạy live nó sẽ hiện đèn lên. Là cái cộng chỉ nào là mình xỏ theo ngay cái bóng đèn của nó thôi. Còn những cái ở đây là mình không có xỏ vô. Rồi tới đây. Thì lúc này mình cũng sẽ dùng cái tay này nè. Mình xây. Xây cho thằng móc này nó đi qua tận cùng bên đây. Thì nó mới lòi cái thằng màu cam ra cho mình. Thì mình móc vô nè. Móc vô. Rồi lúc này nó cũng giống như thằng kia, mình sẽ kéo cái càng này xuống. Nó sẽ lòi cái khe ra. Thì cái này mình gấp đưa cái cọng chỉ vô.
Rồi khi đua xong rồi mình cũng phải trả về vị trí ban đầu. Rồi, mình chỏ cho đây. Đó, vậy là xong một công đoạn. Mà mình nhớ nha, khi chạy lai mình xỏ cái móc ngoài, còn hồi nãy mình dắt xỏ, mình sẽ xỏ cái móc này. Bây giờ thì mình đổi ngược, chạy lai mình đổi ra phía móc vào đây. Những cái đường chỉ nó sẽ xoay khác nè. Mình sẽ xỏ theo cái màu cam nè. Với lại giả sử mình có quên thì mình coi cái hướng dẫn ở đây. Nếu như ham muốn chạy lai thì sẽ xỏ theo bằng màu cam đây. Rồi tiếp tục mình xỏ chị Kim. Rồi lúc này thì mình sẽ thay cây kia, hai cây kim này nó sẽ không có còn nằm ngay vị trí này nữa mà mình lấy ra. Rồi mình nhìn nè, bên đây nó có một ngóc, bên đây một ngóc, là hai ngóc này là để dành chạy lai nha. Khi thay kim là mình nhìn nè, cái kim này một bên dẹp bên tròn thì cái phần dẹp quay ra phía sau máy, phần tròn này quay về hướng mình. Khi thay kim mình đẩy kim lên hết. Nè, mình đẩy lên hết nha, nhớ là đẩy lên cứng lên hết. Chiếc ốc lại. Rồi, tiếp tục. Kim mình đây. Đẩy cũng đẩy lên hết luôn, cứng lên hết. Chiếc ốc lại. Rồi lúc này mình đậy nắp này rồi. Rồi cái mấu chốt là quan trọng ở đây nè. Hồi nãy khi mình từ chuyển dắt sổ qua lai đúng không, thì mình bấm vô menu này nó sẽ hiện lên. Bây giờ cái quan trọng nhất nè, mình